Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Wigo thời điểm hiện tại. Và chiếc xe trước mắt chúng ta đây là hai chiếc xe màu trắng và màu đỏ phiên bản tự động, và giá xe cũng như là tính lăn bánh thì hiện tại là bao nhiêu thì em sẽ xin phép cập nhật cho anh chị luôn. Đầu tiên thì em sẽ đi xung quanh xe để anh chị ngắm một lượt xung quanh xe và đồng thời thông báo anh chị về giá lăn bánh thời điểm hiện tại. Đầu tiên là phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 360 triệu. Tính ra thời điểm hiện tại thì sẽ lăn bánh khoảng 400 triệu tròn. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 405 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang khuyến mại cho anh chị là 10 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào là 440 triệu 500 nghìn. Và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 125 triệu là lăn bánh ra ngoài đường. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại của chiếc xe Toyota Wigo thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024 này. Và chiếc xe Toyota Wigo đều là cả phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc và lắp ráp tại Indonesia. Hai chiếc xe Wigo này thì đã được phiên bản 2024 này đã được nâng cấp lên một số tính năng. Đầu tiên là cập nhật về ngoại hình, và cái thứ hai là cập nhật về một số cái tính năng như là máy vẫn là máy 1.2, tuy nhiên là sử dụng động cơ i3, hộp số tự động có cấp thành hộp số tự động vô cấp kép, và trang bị thêm là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Đó là về những cảm biến mới. Thì em xin phép là sau khi giới thiệu về phần ngoại thất thì giới thiệu cho anh chị về phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì cũng đã được nâng cấp thêm một số cái tính năng khá là hay. Ở đây thì ghế vẫn dùng là ghế nỉnh đen, tuy nhiên là xe đã có những cái nâng cấp. Màn hình vẫn vậy, tuy nhiên thì em ngồi lên trên ghế này. Đầu tiên em sẽ quay cho anh chị về cái cảm biến điểm mù đấy anh chị nhé, cảnh báo điểm mù. Và ghế thì vẫn là ghế nỉ, tuy nhiên là xe đã được trang bị là 5 tựa đầu đều điều chỉnh được độ cao. Và ghế lái ấy, ở phiên bản tự động này là điều chỉnh 6 hướng, có cao thấp ghế, trang bị thêm cao thấp ghế là mình ngồi thoải mái rất nhiều so với phiên bản ngày xưa. Màn hình thì vẫn vậy, tay lái vô lăng vẫn vậy, cụm điều hòa vẫn vậy. Tuy nhiên là cái cân số này sẽ được trang bị và thiết kế lại, dùng nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Và kết hợp với nó là hộp số DCVT, hộp số vô cấp kép, mình sử dụng xe thì cực kỳ tiết kiệm và êm ái, hành khác biệt hoàn toàn như một chiếc xe khác so với cả chiếc xe Wigo phiên bản trước. Đó là về Wigo phiên bản này. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì một đặc biệt là dòng xe Toyota nói chung và dòng xe Wigo nói riêng thì có hàng ghế thứ hai vô cùng rộng rãi. Đó là vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cập nhật cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo này. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.